Rồi, xin chào các bạn. Ngày nay mình có món bò một nắng nha. Bò một nắng của Lào. Đây mình đang ướp gia vị xong rồi mình bỏ ra phơi nhá. Món này chuẩn bị cho Tết. Hôm nay Tết ở bên Lào. Mình đi làm bên Lào. Cũng do công việc nên là không về được. Hôm nay cả nhà mình ở lại Lào ăn Tết ở bên Lào nhé. Đây là bò mình mua, mình thái, mình ướp, mình phơi buổi trưa, phơi tới chắc phơi tới chiều, đảo gần hai lần là ok rồi nhé. Xong là mình bỏ tủ lạnh là mình nướng ăn dần. Chấm cái món này mà chấm cái muối kiến vàng nhé, tuyệt vời luôn. Rồi ok nha, rồi giờ bắt đầu mình để phơi có khoảng 2 tiếng là mình đảo lại nha. Khi phơi mà các bạn kỹ là các bạn dùng một cái tấm lưới hoặc tấm lưới để mình che ở trên cho nó chống ruồi nó có thể bâu vào nha. Đó rồi, rồi đây là tới chiều rồi nha, đã gần hoàn thành món bò một nắng rồi nha. Đó, bò một nắng bây giờ nó khô săn hết đều rồi nha. Giờ chỉ có việc nướng với lại là uống bia thôi. Rồi, còn đây là bò một nắng đã thành phẩm nha. Giờ chỉ có việc uống bia thôi. Đã nướng.